Kirin, Saigon. Với phần thú là Kirin không có gì đặc sắc. Nghe danh thì có vẻ là kỳ lân, nhưng thực chất bên Nhật thì Kirin cũng có thể hiểu chính là hươu cao cổ. Với phần cổ dài ra của nó, chắc đơn thuần chỉ giúp cho build tấn công ở phạm vi trung bình mà thôi, thậm chí yếu hơn khá nhiều form. Nhưng phần việc của Cyclone là gánh cả Beastmark này. Một chiếc quạt đối ngược với chiếc máy hút bụi, hút vào thì nó là một bộ phận dùng để thổi ra với nguồn gió cực mạnh từ chiếc cánh quạt bên phần tay trái của Bill. Cho dù đó có một tên clone nhái Engine Bros cũng không thể nào di chuyển trước lực gió cực mạnh này. Bill dễ dàng rảnh tay để thực hiện những đòn tấn công khác để áp đảo kẻ hù. Đòn tất sát khi kết hợp cả hai, luồng gió cực mạnh từ Cyclone có khả năng tạo ra một gió lốc cũng như hất tung Bill lên bầu trời. Chiếc đầu của Kirin sẽ to ra và quật một cú cực mạnh với chiếc cổ khổng lồ vào cặp sừng của nó.